Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly giá rẻ đến từ thương hiệu nội địa của châu Âu là Philips. Con này sẽ có tên model là F4220. Đây là một trong những thương hiệu mà phải nói là cực kỳ nổi tiếng của Hà Lan nha anh em. Dòng này thì Nhật sẽ để lại cho anh em với một mức giá cũng rất là tốt thôi anh em à. Chỉ với 3.500.000 đồng. Vậy với 3.500.000 đồng thì anh em sẽ được một sản phẩm như thế nào? Thì mời anh em cùng xem tiếp video. Đầu tiên thì con này nó sẽ có một cái thiết kế nó là cực kỳ đẹp và bắt mắt nha anh em. Anh em thấy là nó sẽ có một cái đồng hồ vu và cái kim nhảy hay điệu nhạc, nhìn cực kỳ đẹp anh em à. Và cái thứ hai là con này nó sẽ được trang bị chúng ta một công nghệ là Class AB nha anh em. Và một sự kết hợp giữa Class A là một công nghệ khi mà anh em mà chơi sản phẩm mà nó nóng lên thì nó cho ra một chất âm và nó là hay hơn hẳn anh em à. Và công nghệ Class B là nó sẽ bù đắp lại cho những cái điểm yếu của Class A. Và những dòng Class A thì nó sẽ có cái công suất thấp anh em à, rất khó để cho anh em có thể chơi những cặp loa lớn. Thì con Class B này thì nó có công suất rất là lớn để cho anh em phải mà bù đắp và điểm yếu của Class A. Ngoài ra thì sản phẩm này nó cũng có loa nét anh em. Loa nét là tính năng mà rất cần thiết đối với những dòng sản phẩm giá rẻ, tăng âm lên bass, treble và mid nghe phải nói là hay hơn rất là nhiều, rất thích hợp để cho anh em phải chơi với hệ thống hai cặp loa cùng một lúc hoặc anh em chơi những loa khó tính anh em. Đây, con này sẽ trang bị ra một nút để điều chỉnh ba lăng, bass, treble, volume. Còn cái cổng kết nối tín hiệu nguồn vào sản phẩm này, tuner với phono là chúng ta sẽ dùng yếu nhất anh em. Đây, mời anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật ở mặt sau dòng sản phẩm này. Đây, đầu tiên con này nó sẽ đến từ thương hiệu của Philips. Điện là 220V. Công suất là 160W. Con này thì anh em mua về nên không cần phải qua một cái biến áp hoặc ổn áp nha anh em. Những dòng sản phẩm châu Âu thì mình thấy rất là tiện trong việc mua về sử dụng luôn mà không cần phải qua ổn áp hoặc biến áp. Con này là hàng chuẩn là made in Belgium, là nước Bỉ anh em. Bên dưới là số series dòng sản phẩm này. Đây, sản phẩm mình sẽ chơi được hệ thống mà hai cặp loa nha anh em. Anh em có thể chơi cùng một lúc và hai cặp loa cùng một lúc. Đây, hệ thống là A và hệ thống là AB. Còn bên đây là cái cổng với tín hiệu nguồn vào. Và nếu anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em cái jack mà anh em chuyển qua dây loa để cho anh em có thể mà dễ dàng kết nối với dây loa hơn. Còn con này thì anh em thấy là con này nó sẽ chơi qua jack AV bình thường thôi mà. Anh em mua về anh em cắm dây AV và thôi là ok. Còn về nội thất ở bên trong của Philips F4220 thì nó sẽ trang bị chúng ta là một tăng phố lớn và hai tủ lọc nguồn. Và đặc biệt thì con này nó sẽ chạy chúng ta sò STK nha anh em. Đây là một chùm sò mà tái tạo lại chất âm cũng nhờ về khả năng khuếch đại rất là tốt. Nhưng mà một con sò STK lớn thì nó sẽ tương đương với bốn con sò than nhỏ nha anh em. Anh em thấy là những con sò than nhỏ mà anh em đặt lên cái con sò STK thì nó mới vừa nha mà. Mình thấy đây là một trong những dòng sản phẩm mà rất đáng để cho anh em có thể mà chơi và sưu tầm. Nhất là những dòng sản phẩm âm ly của châu Âu thì nó rất là dễ dàng để phối ghép đối với những dòng loa của châu Âu, Anh Quốc hay là Đan Mạch. Mình thấy cho chất âm rất là hay. Anh em chơi với loa Nhật, với loa Mỹ thì những dòng châu Âu đánh rất là tốt anh em à. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà mình thấy là cũng rất đáng là sưu tầm. Và bây giờ mình sẽ test luôn về chất âm của dòng này. Mời anh em. Thank you.
âm của Omni Philips F4220. Thì mình đánh giá giải bass của này đập phải nói là nghe rất là căng của anh em à. Nghe rất là chất lượng của anh em. Cả chép của nó thì nghe rất là bén. Và đặc biệt thì Nhật đang ghép con này với cặp loa là 4 tấc cho anh em. Và cặp loa mà của Community anh em à. Và cặp loa mà có cấu hình rất là khủng. Và con này bởi khả năng cố ghép của con này với cặp loa khó tính và đánh giá rất là cao. Mình mở loa nét lên, nó tận dụng được sức mạnh của loa nét mà làm cho đánh hết được sức âm của cặp loa Community nha anh em. Nói chung con này là một trong những dòng sản phẩm mà vừa có thiết kế đẹp, vừa có rất là nhiều công nghệ. Và đặc biệt thì sức âm của nó rất là hay, có cả loa nét. Rồi anh em biết sao về tổng quan Omni Philips F4220 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye.